Hey, xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một DOM tiếp theo ở trong JavaScript, đó chính là DOM HTML. Ok, mình sẽ tạo ra một cái thư mục là bài số 6, lesson 6. Chúng ta sẽ tìm hiểu về DOM HTML. Tôi sẽ tạo ra một cái file document để chúng ta tiện theo dõi. Ok, thì ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về DOM HTML. Đó. Thì ở nội dung này chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương thức làm việc với DOM HTML, hay nói cách khác là các phương thức làm việc với thẻ HTML trong JavaScript. Thì đối với một thẻ HTML thì chúng ta thường có 3 thành phần, đó là attribute, các thuộc tính của thẻ, và chúng ta thành phần thứ hai là content, chính là cái nội dung của thẻ. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta có thẻ A này, href này, href bằng một cái link nào đó, sau đó chúng ta có một cái nội dung, đây là Google tôi lấy ví dụ như vậy. Thì đối với một thẻ HTML chúng ta sẽ có 3 thành phần. Đầu tiên là thuộc tính, chính là những thứ nằm ở bên trong thẻ A này. Href là gọi là thuộc tính của thẻ A. Google, cái nội dung này chính là content của thẻ. Và cái thứ ba là thành phần của thẻ, chính là tên thẻ. Vậy thì DOM trong HTML nó cho phép chúng ta làm gì? Thì đối với JavaScript, nó cung cấp cho chúng ta những cái phương thức DOM HTML để chúng ta có thể tác động đến các thuộc tính, và hay là tác động đến nội dung của cái thẻ đó. Có thể là thay đổi cái thuộc tính, thay đổi cái nội dung, hoặc là chúng ta có thể lấy ra nội dung, lấy ra thuộc tính, và nó sử dụng như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ đi vào demo để các bạn có thể hiểu hơn về cách dùng đối với các phương thức DOM HTML. Ok, mình sẽ tạo ra một cái file Excel. Tôi sẽ tạo ra một cái file Excel.html. Giả sử tôi có một cái format trang như thế này, tôi để là DOM HTML. Đó, tôi có thẻ P. Thẻ P đây, ví dụ tôi có ID như là name, và nội dung của tôi là this is tag 1, tag p 1, giả sử như vậy. Và tôi có ID tiếp theo, tôi để là email. Tôi có tag p 2 như thế này. Và tôi có một thẻ A href, ví dụ tôi để là https://suntech.edu.vn, và bên ngoài thì tôi sẽ để là Suntech Việt Nam. Đó, bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái script. Ok, giả sử tôi muốn lấy ra nội dung của cái thẻ P này bằng JavaScript, cụ thể là DOM HTML, thì chúng ta vẫn sử dụng cái DOM selector để chọn cái thẻ này. Ví dụ tôi sử dụng ở đây là ID, ID như thế này, tôi chọn cái name kia, sau đó ok, thì để lấy ra nội dung của cái thẻ P này thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức trong JavaScript, đó là .innerJoin.innerHTML. Đó, thì đây là một phương thức để giúp chúng ta lấy ra được cái nội dung của thẻ HTML. Và cái phương thức này nó dùng như thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng như sau. Thì đầu tiên chúng ta cần phải xác định cái thẻ mà chúng ta muốn lấy nội dung ra, ở đây là thẻ P, thì chúng ta sẽ phải chọn cái thẻ đó thông qua cái DOM selector. Thì các bạn có thể chọn thông qua cái này, phương thức này, document.getElementById như thế này, và tôi chọn ID có name là name luôn, sau đó tôi chấm inner HTML. Thì như thế này tôi sẽ lấy ra được một cái nội dung, tôi đặt vào miếng content và tôi console log nó lên. Đó, thì chúng ta sẽ xem cái content mà chúng ta lấy được. Chúng ta sẽ chạy cái trang này lên đây, thì các bạn sẽ thấy là
cái nội dung mà ta lấy được ở đây chính là cái nội dung của cái thẻ P1 này. Đây. Đó, giả sử tôi muốn lấy nội dung của thẻ P2 thì tôi chỉ cần thay ở đây là email. Thì các bạn biết là để dùng tất cả những cái phương thức của DOM trong HTML thì các bạn bắt buộc phải sử dụng thông qua cái DOM selector để các bạn xác định là các bạn sẽ chọn cái thẻ nào trên trang của chúng ta để chúng ta thực hiện các công việc sau đó. Cụ thể như trong trường hợp này. Đó, tôi chạy lên. Đó, thì tôi lấy được cái nội dung thứ hai của thẻ P2. Ok, thì đây là cái phương thức để chúng ta lấy cái nội dung của một thẻ. Và chúng ta cũng có một phương thức để lấy ra nội dung của thẻ, nhưng không phải là inner HTML mà nó là inner text. Inner text như thế này. Đó, bây giờ tôi sẽ thay ở đây. Chúng ta vẫn chọn cái thẻ có ID là email và chúng ta sử dụng cái inner text. Inner text như thế này. Đó, và chúng ta sẽ xuất ra cái nội dung của nó. Đó, thì các bạn thấy là chúng ta vẫn lấy ra được cái nội dung P2 và chúng ta sẽ lấy ra thử đối với name. Đây, thì chúng ta vẫn lấy ra được cái thẻ P1 có ID là name như thế này. Đó. Vậy thì hai hàm này nó khác nhau như thế nào? Thì thực tế hai hàm này có sự khác nhau rất lớn. Bản chất là cùng lấy ra cái nội dung ở bên trong thẻ HTML này, nhưng nó có sự khác nhau vô cùng lớn. Tôi lấy ví dụ, tôi có một cái thẻ div như thế này. Div tôi có ID là content, tôi giả sử như vậy. Trong thẻ div này, tôi lại có một cái thẻ pay. Tôi để là test content. Đó. Inpi. Và tôi sẽ có một cái thẻ spam trong đây. Tôi để là Suntech Việt Nam. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái hàm inner text và inner HTML để tôi demo cho các bạn. Bây giờ tôi muốn lấy ra cái nội dung bên trong thẻ div có ID là content này. Thì tôi sẽ chọn nó thông qua phương thức get element by ID. Ở đây tôi sẽ thay thế bằng content và tôi thay nó bằng inner HTML như thế này. Và tôi vẫn console log cái nội dung content này ra thì chúng ta chạy thử lên. Thì các bạn thấy là lúc này tôi lấy được toàn bộ nội dung ở bên trong thẻ div có ID là content kia. Và cái nội dung này nó bao gồm cả thẻ HTML đang có trong đó. Đây, có nghĩa là nội dung nó có như thế nào thì nó sẽ lấy như vậy, bao gồm cả thẻ HTML. Còn khi tôi thay ở đây thành text, inner text, thì lúc này tôi chạy lên, các bạn sẽ thấy là cái kết quả của chúng ta là khác hoàn toàn. Nó vẫn lấy ra cái nội dung bên trong thẻ div có ID là content này, nhưng nó sẽ loại bỏ tất cả những cái thẻ HTML nằm ở bên trong cái thẻ div này. Đó. Và nó chỉ lấy ra những cái text thuần túy như thế này, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó. Thì đây là một trong những cái mà các bạn phải chú ý về sau này trong bài toán thực tế. Đôi khi chúng ta sẽ cần đến inner HTML và đôi khi chúng ta bắt buộc phải dùng đến inner text. Đó, thì vào bài toán thực tế thì các bạn sẽ áp dụng nó một cách cụ thể hơn. Thì đây là tôi đã, thì ở đây tôi chỉ giới thiệu cho các bạn cách dùng và các bạn hiểu ý nghĩa của nó. Ok, một phương thức DOM HTML tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó là một phương thức để lấy ra cái thuộc tính của thẻ, hay chính xác là lấy ra cái giá trị thuộc tính của thằng href trong thẻ A này. Thì chúng ta sẽ lấy nó như thế nào? Thì trong JavaScript nó cung cấp cho chúng ta một cái phương thức để chúng ta làm cái việc đó. Đó chính là phương thức get attribute. Get attribute. Nghe cũng đã khá là dễ hiểu rồi. Đây. Thì ở trong đây nó sẽ truyền vào là attribute name. Nên ví dụ như trong trường hợp ở trên tôi muốn lấy ra cái thuộc tính href của thẻ A thì tôi chỉ cần get attribute như thế này. Đó, và tôi truyền ở đây là href. Đó, bây giờ tôi sẽ lấy cho các bạn một ví dụ cụ thể. Ok, tôi giả sử tôi có một cái div. Tôi đặt cái, tôi để một input đi. Tôi có một cái input như thế này.
tôi có name là, ví dụ tôi để là name của tôi sẽ là phone, ID của tôi sẽ là 100 và tôi có thuộc tính value. Tôi có một cái thuộc tính khác đi, ví dụ như là một thuộc tính number. Number tôi để là 1. Giả sử như vậy, input của tôi có ta là touch. Đây. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái thuộc tính get attribute để tôi lấy ra cái nội dung của cái thuộc tính bên trong cái input. Tôi lấy ví dụ tôi let khai báo một cái biến phone. Tôi sẽ thay cái giá trị name, tôi sẽ để đây là name. Và tôi sẽ sử dụng thế để lấy ra cái giá trị trong cái thuộc tính này. Để lấy ra cái giá trị của thuộc tính trong thẻ input thì tôi sẽ sử dụng DOM selector trước để chọn input đó. Giả sử đây tôi sẽ để là phone. Tôi sẽ chọn ra cái input có ID là phone. Sau đó tôi sẽ chấm get attribute. Tôi truyền cái name vào. Chúng ta sẽ đặt cái tên này trên có ý nghĩa một chút, nên là Nguyễn Văn A. Đó, tôi giả sử như vậy. Và tôi sẽ console log cái name này. Đó. Ok, chúng ta sẽ chạy lên. Thì các bạn thấy tôi đã lấy ra được cái name của cái input này là Nguyễn Văn A. Đây. Đó, và các bạn hoàn toàn có thể lấy ra được những cái thuộc tính khác. Ví dụ tôi lấy ra cái number, tôi next number. Number này là cái biến mà mình đặt tên, các bạn đặt là gì cũng được. Và tôi cũng sẽ selector đến cái input có ID là phone và tôi truyền thuộc tính vào đây là number. Thì lúc này tôi sẽ lấy ra được cái giá trị number này là 1. Đó, các bạn đã hiểu chưa? Thì đây là cách để chúng ta có thể lấy ra cái thuộc tính bên trong cái thẻ HTML, gọi là lấy ra giá trị của thuộc tính bên trong thẻ HTML. Ok, chúng ta lấy được rồi thì chúng ta thay thế giá trị của thuộc tính có được hay không? Thì chắc chắn là được rồi. Thì để thay thế cái giá trị thuộc tính ở bên trong thẻ HTML thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ set, sử dụng hàm set attribute và nó sẽ là tên thuộc tính attribute name và chúng ta truyền cái giá trị mà chúng ta muốn set vào đó. Tôi lấy ví dụ ở đây, chúng ta đang có cái attribute bằng 1, có đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ thử là tôi sẽ chọn đến cái thẻ input có ID là phone và tôi sẽ set attribute cho cái thuộc tính number kia. Tôi để là 100, à để là 1000. Sau đó tôi lại lấy lại cái giá trị number này. Tôi lấy lại, sau khi set xong thì tôi lại lấy lại. Tôi khai báo một cái biến là new number. Đó. Đây. Thì lúc này tôi console log ra. Console.log new number. Đó. Và trước khi tôi in ra cái new number, tôi sẽ in lại cái số cũ của nó. Đó, các bạn có hiểu không? Ban đầu giá trị của nó bằng 1, tôi in console log ra. Tôi lấy xong tôi console log ra. Sau đó tôi đi set thuộc tính, à set giá trị mới cho thằng number này là 1000. Sau đó tôi lại lấy cái giá trị mới đó tôi in ra. Thì tôi chạy nó lên để các bạn có thể hiểu được. Tôi chạy nó lên. Đó, thì các bạn thấy là đầu tiên tôi set nó bằng 1, sau đó đầu tiên tôi lấy ra nó bằng 1, sau đó tôi set nó bằng 1000 và tôi lấy ra thì kết quả bằng 1000. Và lúc này cái number của nó cũng thay đổi là 1000 ở đây. Đó, thì đây là cách để các bạn có thể thay đổi cái giá trị thuộc tính trên thẻ HTML. Đó. Thì đây là đối với thuộc tính. Còn đối với nội dung thì sao? Thì chúng ta vẫn dùng hàm inner HTML nhưng nó sẽ khác một chút. Đầu tiên tôi sẽ chọn đến cái thẻ đó.
Quest 11 by ID. Tôi chọn có thẻ và ID là email và từ .in.html. Và để thay thế cái nội dung thì các bạn chỉ cần gán .in.html bằng cái giá trị các bạn thay thế. Ví dụ tôi để là giá trị mới, chữ email mới. Thì lúc này khi chạy lên thì cái giá trị này này, cái nội dung này nó sẽ thay thế cái nội dung mà đang có ở thằng thẻ P có ID là email như thế này. Tôi chạy lên thì các bạn sẽ thấy nó thay đổi này. Đó, các bạn thấy có đơn giản không? Đối với inner HTML chúng ta có hai cách dùng. Một là chúng ta không gán cái gì cho nó thì là nó sẽ lấy ra cái giá trị, lấy ra cái nội dung đang có của thẻ đó. Hai là nếu chúng ta gán vào như thế này, gán bằng như thế này thì nó sẽ thay thế cái nội dung đang có của thẻ đó. Đó, thì đây là những cái phương thức DOM HTML cơ bản và chúng ta hay sử dụng để là giải quyết các bài toán của mình. Thì các bạn hãy thực hành nó ở trên máy của mình thông qua bốn cái phương thức này và hãy thực hành lần lượt cách sử dụng bốn cái phương thức này để hiểu hơn về nó. Video này tôi sẽ dừng lại tại đây.